Chào thầy, xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin làm bài tập chính, đó là viết chương trình đo và hiển thị nhiệt độ từ hai cảm biến là M35 hiển thị lên hai giá trị trên dòng của LCD, trên hai dòng của LCD. Đầu tiên là mắt của chương trình là sử dụng hai con M35 nối chân AN0 và AN1 và sử dụng LCD để hiển thị. Cấu hình thạch anh 20m và bích 20m. Tiếp theo đó là đến phần code của chương trình. Đầu tiên là khai báo vi diện bích 1CF887 dùng ADC 10. Khai báo sử dụng ở tần số cao và sử dụng xung thạch anh là 20m. Và khai báo định nghĩa cái chân của LCD và gọi thư viện của LCD. Tiếp theo đó là sử dụng hai biến nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2 để tính giá trị nhiệt độ của lò 135. Đầu tiên là chương trình con đó là check nhiệt độ, là đầu tiên là set ADC channel 0, là set ADC kênh 0 và delay 10 giây để nó chốt. Sau đó là nhiệt độ 1 sẽ bằng read ADC, đọc giá trị ADC và chia cho 2,046 như thầy nói để ra được cái giá trị nhiệt độ. Tiếp theo đó là dùng LCD go to XY1, một là hàng 1 cộng 1 là để print F LCD Pixie nhiệt độ và giá trị của tem là biến nhiệt độ 1, và C LCD go to XY 10, 1 là để chạy đến cột thứ 10 hàng thứ nhất để LCD Wixi sẽ in ra là cái biểu tượng hình độ C. Chương trình con nhiệt độ 2 tương tự như là nhiệt độ 1. Và sau đó là đến chương trình chính là khởi tạo bọt E xuất và bọt D xuất, khai tạo LCD, set up ADC bọt AN0 và VDD, VSS, VDD là V trừ red và V cộng red, và set up ADC bọt AN1 VSS, VDD, set up ADC, ADC clock disk 2 là xung ADC clock chia cho 2. Theo là đến vòng lặp qua chu để chạy liên tục, đó là gọi đến hai chương trình con kiểm tra nhiệt độ 1 và kiểm tra nhiệt độ 2. Theo là phần chạy code, tiên là đoạn sẽ hiển thị 27 và 30 theo cái giá trị điện áp mà là 135 đo được. Ở đây giảm xuống để giảm nhiệt độ xuống, tăng độ lên. À, em xin hết, xin cảm ơn.